Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 9 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới tất cả quý khách hàng trên toàn quốc mẫu sản phẩm nữa là một bộ hoành phi câu đối bằng chất liệu gỗ cụ Lào. Bộ hoành phi này là hoành phi lồng cuốn thư. Trong thời gian vừa qua thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành đã làm rất nhiều bộ như này để bàn giao cho quý khách trên toàn quốc. Hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu một bộ hoành phi câu đối lồng cuốn thư. Đây là đơn đặt hàng của khách hàng ở trong Hà Tĩnh. Gia đình anh đã đặt chúng tôi từ rất lâu rồi. Thì hôm nay chúng tôi xong mộc, chúng tôi có làm video clip phần mộc giới thiệu tới gia đình anh cũng như là tất cả quý khách hàng đang xem video về cái phần mộc của bộ sản phẩm này. Thì bộ sản phẩm này có thông số kích thước như sau. Bức hoành phi là chúng tôi làm dài 1m97, chiều rộng 67, ván dày 3 phân, chạm 3 chữ là Đức Lưu Quang. Hai bên câu đối là chúng tôi làm dài 1m97, chiều rộng 28 và chiều dày 4 phân. Được chạm rơi rơi ngập đồng tiền, phía dưới chúng tôi chạm lãng hoa. Và phần diềm thì chúng tôi chạm tứ quý 4 mùa. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào đường nét chi tiết của bộ sản phẩm này như sau. Tôi sẽ giới thiệu bức hoành phi trước. Bức hoành phi này là hoành phi lồng cuốn thư. Trong lòng ván chúng tôi làm dày 3 phân và chạm 3 chữ là Đức Lưu Quang. Như trên màn hình các bạn đang xem đây, có dịch phụ đề ở phía dưới. Đây là mẫu mới nhất của chúng tôi. Phần khung thì chúng tôi cũng chạm tứ quý, tùng cúc trúc mai. Và phần khuôn chúng tôi làm dày 7 phân. Phần rộng là 10 phân. Chiều rộng tổng thể là 67. Toàn bộ chúng tôi làm bằng chất liệu gỗ cụ Lào. Chúng tôi không làm gỗ cụ Campuchia vì gỗ cụ Campuchia nó không bền. Và gia đình anh có yêu cầu là sơn son thép vàng thì trong clip sau chúng tôi sẽ giới thiệu. Trong video này chúng tôi sẽ giới thiệu phần mộc trước. Nét chữ nho chúng tôi làm rất là bay bổng, ba chữ Đức Lưu Quang và bên trong là cuốn thư. Thì hiện nay trên thị trường đã có rất nhiều cơ sở nhái hàng, nhái mẫu của chúng tôi, nhưng mà làm với cái kích thước rất là mỏng, khuôn chỉ dày có 4 phân và ván chỉ dày có 1 phân 2, để quý vị tham khảo được các cái thông số kích thước của cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành đã ra mẫu. Thì video thì đang được quay trực tiếp tại cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành, cơ sở 6, đường Đồng Tâm, La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Và các số hotline là 0986 883349 hoặc 0985 226684, số 0969 127 886. Và câu đối bên phải chúng tôi chạm là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Ý nghĩa là tổ tiên của chúng ta có công đức thì sau này con cháu là muôn đời thịnh. Toàn bộ chữ nho, chữ Hán chúng tôi đều dịch phụ đề phía dưới để cho quý vị dễ hình dung. Và song song với cái mẫu có phụ đề này thì chúng tôi làm những bức câu đối không có phụ đề cho những ai chỉ thích chữ Hán, không thích phụ đề tiếng Việt. Và phía dưới này chúng tôi chạm lãng hoa rất là cầu kỳ, tinh xảo và đẹp. Hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều hàng nhái nên quý vị hãy xem kỹ. Quý vị hãy bỏ ra từ 5 tới 10 phút để xem hết cái video này của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết. Và câu đối bên trái này chúng tôi chạm là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Tử Hiếu nghĩa là con cháu có hiếu, báo hiếu với các cụ thì và muôn đời là được hưởng vinh hoa phú quý. Bên trên chúng tôi cũng chạm đầu rơi ngậm đồng tiền. Ở phía dưới thì chúng tôi chạm lãng hoa. Toàn bộ chữ nho, chữ Hán đều có phụ đề và phần diềm chúng tôi chạm tứ quý. Và tôi xin nhắc lại kích thước của câu đối là dài 1m97, chiều rộng 28 và chiều dài 4 phân.
Còn bức hoành phi là dài 1m97, chiều rộng 67. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại tổng thể một lần nữa bộ sản phẩm mà chúng tôi muốn giới thiệu là bộ hoành phi câu đối gỗ gụ mẫu mới nhất hiện nay, hay còn gọi là hoành phi lồng cuốn tư. Toàn bộ phần ván chúng tôi làm dày 3 phân để đảm bảo cái độ co ngót của gỗ nó được bền hơn. Trước đây thì chúng tôi làm 2 phân rất là nhiều, nhưng gần đây chúng tôi đã bỏ rồi. Chúng tôi làm sang 3 phân và tiến tới này chúng tôi sẽ làm ván dày lên 4 phân và khung tranh chúng tôi làm dày 8 phân. Chúng tôi chuyên làm hàng kỹ, chúng tôi không làm hàng chợ. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các cơ sở làm hàng chợ, hàng mỏng để làm giảm cái giá thành. Và họ không nghĩ đến chất lượng. Quý vị hãy liên hệ cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986883349 hoặc 0985226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể cho quý vị. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật các video về đồ gỗ mới nhất. Và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.